Thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả đã được Hội Phụ Nữ các cấp triển khai, qua đó giúp nhiều chị em tự tin vươn lên khởi nghiệp bằng các mô hình sản xuất hiệu quả, khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội. Chị Vũ Thị Giang ở bản Liên Hà 5, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên là một điển hình. Là thế hệ thứ ba trong gia đình sản xuất bánh gai truyền thống. Tuy nhiên, do nhiều khó khăn, việc sản xuất bánh gai của gia đình chị Sang chỉ ở quy mô nhỏ, khoảng 100 bánh mỗi ngày. Năm 2018, được Hội Phụ Nữ huyện hỗ trợ tham gia Ngày Hội Phụ Nữ Khởi Nghiệp và lọt vào vòng chung kết cấp tỉnh. Từ đây, việc đầu tư sản xuất bánh gai quy mô lớn có nhãn hiệu bao bì sản phẩm thành hiện thực. Có cái nguồn vốn thì tôi mở rộng được, ví dụ như mua máy móc to, hiện đại. Thì mỗi năm thì chỉ là cái thủ công thôi, xay tay thôi, nhưng bây giờ thì tôi có máy móc to để sản xuất từ 500 đến 1.000 chiếc bánh một ngày, tạo công ăn việc làm cho chị em. Cái thứ hai là như ngày xưa thì không biết bán hàng online hay bán trên Facebook, Zalo, nhưng đến tôi đi học cái lớp tập huấn thì tôi cũng mở rộng được. Thông qua Hội Phụ Nữ, chị Sang được tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng khởi nghiệp, quản lý kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Đây là điểm tựa giúp chị tự tin khởi nghiệp. Hiện cơ sở cung cấp cho thị trường từ 500 đến 1.000 chiếc bánh gai mỗi ngày, thu nhập ổn định từ 200 đến 300 triệu mỗi năm. Việc được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao đã giúp cho sản phẩm tiêu thụ tốt trên thị trường. Thường là lấy của cái bánh gai công sang này mình bán cho tất cả mọi người Hà Nội này, tất cả những người người ta hay đi lễ, đi chùa, người ta rất thích thú về cái sản phẩm mà bánh gai này. Đó là một cái đặc sản của Bảo Hà, Lào Cai. Hiện tại cơ sở đang tạo công ăn việc làm ổn định cho 9 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời liên kết với nhiều hộ gia đình để cung cấp nguyên liệu làm bánh. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi cũng như là kịp thời phát hiện những cái mô hình trên tất cả các lĩnh vực, và đặc biệt là chúng tôi cũng quan tâm về cái lĩnh vực phát triển kinh tế để thực hiện cái khâu đột phá của huyện là phát huy nội lực sức sáng tạo của phụ nữ trên địa bàn toàn huyện trong xây dựng nông thôn mới và tập trung vào cái lĩnh vực phát triển kinh tế để tạo cái nguồn thu nhập cho hội viên. Cũng hiện cơ sở bánh gai Công Sang có kế hoạch phát triển thêm các sản phẩm truyền thống như bánh dậm và bánh gai gấc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.